Cách đây không lâu, hãng xe Renault đã chính thức lộ diện mẫu SUV hạng C hoàn toàn mới mang tên Austral. Đây là mẫu xe đầu tiên của hãng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ CMF thế hệ thứ 3. Kích thước xe chiều dài 4.510mm, chiều rộng 1.830mm, chiều cao 1.620mm và chiều dài cơ sở 2.670mm. Renault Austral sở hữu ngoại hình hiện đại, sang trọng với phần đầu nổi bật có cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn mắt lưới đa điểm, kết hợp với cụm đèn pha độc đáo gồm 4 bóng dàn hàng ngang bao quanh, bằng dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ C cùng hốc gió, trung tâm ấn tượng. Bên trong khoang cabin rộng rãi, thoải mái với đầy đủ trang bị tiện ích, như màn hình 12.3 inch của bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái 9.3 inch, hệ thống thông tin giải trí của xe tích hợp Google, và có thể kết hợp với dàn âm thanh Harman Kardon Hi-Fi tùy chọn. Khách hàng tại thị trường châu Âu có thể lựa chọn Renault Austral 2022 với 3 tùy chọn động cơ. Thứ nhất, động cơ tiêu chuẩn của xe là hệ chuyển động mild hybrid truyền thống, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, dung tích 1.3 lít và cụm pin lithium-ion 12V, tạo ra công suất tối đa 138 mã lực nếu đi với hộp số sàn 6 cấp. Con số tương ứng khi đi với hộp số tự động Ignition tùy chọn là 158 mã lực. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của hệ chuyển động mild hybrid này là 6 lít 2 trên 100 km. Thứ hai là hệ chuyển động mild hybrid Advancer dùng để thay thế máy dầu vốn đang bị thất sủng tại châu Âu. Hệ chuyển động này gồm có động cơ xăng 3 xi lanh, dung tích 1.2 lít và cụm pin lithium-ion 48 V, với công suất tối đa 128 mã lực cùng lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình 5 lít 3 trên 100 km. Cuối cùng là hệ chuyển động hybrid thực thụ mang tên E-Tech, bao gồm máy xăng 3 xi lanh, dung tích 1.2 lít và một motor điện. Trong đó, vai trò chuyển động cho xe thuộc về motor điện chứ không phải động cơ xăng. Hệ chuyển động E-Tech này tạo ra công suất tối đa 158 mã lực hoặc 197 mã lực và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 4 lít 6 trên 100 km. Hiện tại, giá xe Renault Austral 2022 vẫn chưa được hé lộ. Theo dự kiến, đến quý 4 năm nay xe chính thức được phân phối trên thị trường. Mẫu SUV hạng C này sẽ là đối thủ cạnh tranh sòng phẳng với Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Honda CR-V, xe cộ, XXXX.